Mùa hè là cái thời điểm mà tuyến dầu trên da chúng ta hoạt động cực kỳ là mạnh mẽ, nên tất cả các loại da từ da thường, da dầu đến da khô đều gặp phải một cái vấn đề lỗ chân lông to. Và để cải thiện được vấn đề lỗ chân lông to thì chúng ta phải giải quyết được hai yếu tố. Đầu tiên, kiểm soát được lượng dầu trên da chúng ta. Thứ hai là làm thông thoáng cũng như làm sạch sâu cái lỗ chân lông. Vậy thì để giải quyết được vấn đề này, các bạn nhớ xem đến hết video hôm nay. Thuy sẽ giới thiệu cho các bạn một routine skincare mà đảm bảo rằng khi các bạn áp dụng thì sẽ mang đến cho các bạn một kết quả rất là tuyệt vời. Với một routine skincare thì chắc chắn rằng chúng ta phải bắt đầu với bước làm sạch da. Làm sạch da thì sẽ có sữa rửa mặt và tẩy da chết. Với sữa rửa mặt thì các bạn có thể sử dụng bất kỳ một loại sữa rửa mặt nào, nhưng mà nếu như các bạn có được một con sữa rửa mặt có chứa BHA thì nó sẽ là ok. Sữa rửa mặt có chứa BHA mà mình muốn gợi ý cho các bạn ở đây là một cái dòng sữa rửa mặt đến từ nhà Jack O'Skin tên là Sporting Cleanser. Đây là một dòng sữa rửa mặt có chứa BHA, nồng độ cũng vừa phải thôi. Nhưng mà nếu các bạn không mua được thì cũng không sao. Còn đối với một cái bước tẩy da chết thì chắc chắn rằng chúng ta phải có nha. Và hai cái hoạt chất mà giúp chúng ta tẩy da chết đó chính là BHA và AHA. Với cái mục đích làm thông thoáng lỗ chân lông như ban đầu chúng ta đã nhắc đến, thì cái hoạt chất BHA nó có khả năng tẩy da chết sâu dưới lỗ chân lông, đẩy toàn bộ những cái bụi bẩn dầu thừa dưới lỗ chân lông lên bề mặt da, làm cho lỗ chân lông chúng ta thông thoáng hơn. Còn đối với một hoạt chất AHA thì nó có khả năng tẩy da chết trên bề mặt da, góp phần làm thông thoáng lỗ chân lông trên bề mặt da, cũng như là giúp cho da chúng ta sạch da chết thì những cái sản phẩm dưỡng sau đó nó sẽ thấm vào da tốt hơn. Hai cái sản phẩm AHA và BHA mình muốn giới thiệu trong video hôm nay đó chính là một sản phẩm BHA đến từ nhà Paula Joy, chứa 2% BHA ở dạng liquid. BHA ở dạng liquid thì nó có khả năng tẩy da chết sâu dưới lỗ chân lông, nhưng mà nó cũng có khả năng cấp ẩm cho da. Mặc dù cái kết quả nó sẽ đến chậm hơn một cái loại BHA trên nền cồn, nhưng nó sẽ không làm cho da chúng ta quá nhạy cảm trước ánh nắng. Nên đối với một cái mùa hè nắng nóng như thế này thì mình không khuyến khích mọi người sử dụng BHA trên nền cồn nha. Còn đối với một sản phẩm AHA thì mình muốn gợi ý với mọi người một sản phẩm AHA đến từ nhà Jack O'Skin, chứa 10% AHA. Đây là một sản phẩm AHA mà nó có khả năng hoạt động cực kỳ mạnh mẽ trên nền da, và nó đem đến cho chúng ta một cái kết quả rất là nhanh chóng. Thật sự là đối với một sản phẩm AHA của nhà Jack O'Skin thì mình cảm thấy rằng khi mà mình mua sản phẩm này á, mình sẽ kiểu như là mình tận dụng được hết tất cả các công năng của nó, và nó đem lại cho kết quả mình rất là nhanh chóng. Và với BHA 2% và AHA 10%, mình gợi ý cho mọi người nên sử dụng 3 lần một tuần. Với BHA thì mọi người sử dụng 3 lần vào buổi tối thay cho bước toner. Còn với AHA mọi người sử dụng 3 lần vào buổi sáng sau bước toner. Sau khi mà đã làm sạch da xong rồi thì chúng ta sẽ đến bước điều trị da. Với cái mục đích như ban đầu mình đã nói là chúng ta phải kiểm soát được lượng dầu trên da thì sẽ cần đến hai hoạt chất. Mình sẽ chia ra hai trường hợp. Đầu tiên thì với các bạn có một cái lượng dầu trên da tiết ra vừa phải thôi, không quá nhiều, thì mình sẽ gợi ý cho các bạn một sản phẩm niacinamide đến từ nhà Paula Joy, chứa 10% niacinamide. Niacinamide thì có rất là nhiều công dụng, từ kiểm soát lượng dầu trên da cũng như là làm sáng da và làm cấp ẩm cho da. Nên thực sự với một cái công năng mà kiểm soát lượng dầu trên da thì nó cũng không phải quá mạnh mẽ, nên nó sẽ tối ưu với một cái bạn có một cái lượng dầu tiết ra vừa phải. Nên một sản phẩm niacinamide đến từ nhà Paula Joy nó sẽ rất là phù hợp. Và đây là một sản phẩm niacinamide ở dạng nước, nên nó lên trên da nó cũng sẽ rất là thoáng da, không quá bí bách cho một nền da. Còn đối với trường hợp thứ hai là một trường hợp mà các bạn có một cái lượng dầu tiết ra trên da quá nhiều, kiểu như là chảo dầu luôn, thì thật sự các bạn chọn một sản phẩm niacinamide nó sẽ không làm tốt được cái nhiệm vụ kiểm soát được lượng dầu trên da, bởi vì nó có quá nhiều công năng, mọi người hiểu không? Nên thật sự là vì quá nhiều công năng nên cái công năng kiểm soát lượng dầu nó sẽ không phải làm quá tốt, mà mọi người nên chọn một sản phẩm nó chuyên biệt để kiểm soát lượng dầu trên da. Và cái sản phẩm đó chính là một sản phẩm đến từ nhà Jack O'Skin tên là Instant Pore. Sở dĩ mà mình giới thiệu với các bạn sản phẩm này bởi vì trong sản phẩm này nó có một cái hoạt chất tên là Rosacanina.
Nó chuyên sâu để làm tốt cái nhiệm vụ cân bằng lượng dầu trên da cũng như là giảm thiểu cái lượng dầu nhờn trên bề mặt da. Ngoài ra thì nó còn một cái hoạt chất là salicyloid có tác dụng tẩy da chết xung quanh cái lỗ chân lông, chống lại cái sự tắc nghẽn lỗ chân lông cũng như là hỗ trợ se khít lỗ chân lông. Như vậy trong trường hợp da các bạn không tiết dầu quá nhiều mà các bạn lại đi chọn cái sản phẩm Intense Pore của ZO Skin thì các bạn sẽ gặp cái trường hợp là da các bạn sẽ khô hơn, bởi vì nó kiểm soát lượng dầu quá mạnh mẽ nên nó làm mất đi cái lượng dầu tự nhiên của các bạn luôn. Và khi quá khô thì các bạn lại phải cấp ẩm nhiều hơn, các bạn lại phải tốn thêm một cái bước cấp ẩm nữa. Thay vì như vậy, các bạn hãy phân loại đúng cái tình trạng da của mình để chọn đúng sản phẩm như là mình gợi ý hôm nay nha. Trong một cái routine treatment thì không thể nào thiếu retinol. Mà nói đến retinol thì chúng ta sẽ nghĩ đến ngay ZO Skin. Trong nhà ZO Skin thì nó lại chia ra hai dòng retinol là retinol brightener và retinol wrinkle. Nhưng mà trong trường hợp này, đối với một cái nền da đang tiết dầu quá nhiều thì chúng ta sẽ có nguy cơ sinh mụn. Mà có nguy cơ sinh mụn thì mình sẽ không khuyên mọi người nên sử dụng retinol dòng brightener, bởi vì đó là một sản phẩm rất là dễ gây nổi mụn. Còn lý do tại sao nó gây mụn thì mọi người nhớ xem lại một cái video mình đã nêu ra trước đó. Chốt lại, trong trường hợp này thì mình gợi ý với mọi người là nên sử dụng dòng retinol ZO Skin Wrinkle. Nếu mà các bạn sợ rằng em này quá mạnh mẽ thì các bạn có thể sử dụng tần suất 2 đến 3 lần một tuần. Nhưng đổi lại kết quả thì em này có một cái công nghệ có thể đi sâu nhất vào da, kích thích tăng sinh collagen nên có khả năng chống lão hóa cho da chúng ta cực kỳ là mạnh mẽ. Mà chống lão hóa có nghĩa là chúng ta phải sử dụng trước khi chúng ta lão hóa, chứ đâu có phải là da chúng ta lão hóa rồi chúng ta mới sử dụng, đúng không? Nên thật sự các bạn ở cái độ tuổi 25-27 các bạn vẫn có thể sử dụng dòng retinol wrinkle này để ngăn ngừa lão hóa. Điều trị và phục hồi là hai cái bước luôn đi song song với nhau. Nếu mà các bạn điều trị mà không có phục hồi thì da các bạn sẽ toang luôn đó. Và những cái sản phẩm phục hồi để giải quyết được cái những cái vấn đề hôm nay thì nó phải giải quyết được hai yếu tố. Đầu tiên là phải cấp ẩm đủ cho da. Khi da chúng ta đủ ẩm thì da chúng ta sẽ không cần tiết dầu quá nhiều. Thứ hai là phải mỏng nhẹ, thoáng da. Và những cái sản phẩm mà đáp ứng được những cái tiêu chí đó thì đó chính là một sản phẩm đến từ nhà ZO Skin tên là Daily Power, và một sản phẩm đến từ nhà Teosan tên là Advanced Filler. Với cái sản phẩm Daily Power thì các bạn sẽ không còn xa lạ nữa, đúng không? Nó có khả năng sửa chữa tổn thương của tế bào, từ đó thì nó giúp cho da chúng ta củng cố cũng như là nuôi dưỡng cái hàng rào bảo vệ da. Khi hàng rào bảo vệ da chúng ta khỏe mạnh thì nó sẽ đủ sức vượt qua được những cái liệu trình điều trị mạnh mẽ. Còn với sản phẩm Teosan Advanced Filler thì trong sản phẩm này có chứa RHA, một cái công nghệ độc quyền của nhà Teosan ứng dụng trên các hoạt chất Hyaluronic Acid. Nên khi sử dụng lên da chúng ta thì sản phẩm này nó sẽ có khả năng cấp ẩm cho da cũng như là cấp nước đủ cho da. Và sản phẩm này thì các bạn có thể sử dụng cả sáng và tối. Đã điều trị, đã phục hồi, đã dưỡng rồi, tức nghĩa là chúng ta đã đắp một đống tiền lên trên mặt rồi mà chúng ta lại trơ cái mặt ra ngoài nắng thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ toang tập 2 đó nha. Và một cái bước mà Thuyên nhắc đi nhắc lại với các bạn trong tất cả các video của Thuyên đó chính là kem chống nắng. Mà kem chống nắng ở đây nó cũng phải đủ đô nha, đủ đô cho một cái làn da treatment, có nghĩa là nó phải rất là nhiều các màng lọc chống được UVA, UVB, tia cực tím và ánh sáng xanh nữa, và chúng ta sẽ sử dụng ở mọi nơi, từ trong nhà ra tới ngoài đường. Vậy một cái sản phẩm đáp ứng được tất cả những cái yêu cầu đó chính là một sản phẩm đến từ nhà Neova tên là Neova Photo Finish SPF 40. Đây là một sản phẩm có rất là nhiều các màng lọc xịn sò, có thể chống được UVA, UVB, tia cực tím và cả ánh sáng xanh. Ngoài ra thì nó có khả năng kiềm dầu tương đối tốt và có khả năng chống nước lên đến 80 phút. Nên khi các bạn đi ngoài nắng á, thì các bạn đổ mồ hôi nhiều thì nó sẽ không làm trôi đi lớp kem chống nắng cũng như có lớp dưỡng trong đó. Một cái điều đặc biệt nữa thì trong cái mùa hè này chúng ta sẽ cần phải bôi lại kem chống nắng nhiều lần trong ngày. Và với một cái làn da treatment thì cứ 2 tiếng đến 3 tiếng chúng ta phải dặm lại kem chống nắng. Và với một cái kết cấu cũng như một cái finish rất là mỏng nhẹ thì chúng ta thì cái việc mà chúng ta bôi lại rất là nhanh chóng nên sẽ làm cho chúng ta không có bị lười bôi kem chống nắng và rút ngắn được các thời gian bôi kem chống nắng khi mà các bạn đang di chuyển ngoài đường nắng nóng đó. Vậy thì để cho mọi người dễ nhớ hơn về một cái routine skincare điều trị lỗ chân lông to, Thuyên sẽ nhắc lại tất cả các sản phẩm cũng như các bước.
Đầu tiên thì với bước làm sạch, các bạn có thể chọn một loại sữa rửa mặt cũng như là một loại tẩy trang nào mà các bạn đang có. Nếu mà các bạn ưu tiên chọn được một loại sữa rửa mặt có BHA, ví dụ như sản phẩm ZO Skin Exfoliating Cleanser, thì nó sẽ là quá tốt. Còn nếu không có thì cũng không sao. Còn đến bước tẩy da chết thì chắc chắn rằng chúng ta phải có hai hoạt chất là AHA và BHA. AHA ở đây thì Thuy muốn nhắc đến sản phẩm ZO Skin AHA 10%. Còn với BHA thì Thuy muốn gợi ý với mọi người là sản phẩm BHA 2% của nhà Paula Joy trên nền Liquid. Còn đến các bước điều trị thì để kiểm soát được lượng dầu trên da, thì với một làn da hỗn hợp dầu thì các bạn sẽ ưu tiên chọn Niacinamide 10%. Còn đối với một làn da chảo dầu mà có một lượng dầu tiết ra quá nhiều thì chúng ta sẽ chọn một cái sản phẩm chuyên sâu về kiểm soát lượng dầu trên da, đó chính là ZO Skin Instant Pore. Còn với sản phẩm Retinol trong cái routine điều trị thì mình ưu tiên chọn sản phẩm Retinol Wrinkle thay cho Retinol Brightener, bởi vì Retinol Brightener nó có nguy cơ sinh mụn trong trường hợp này. Và với những sản phẩm phục hồi da thì chúng ta sẽ ưu tiên những sản phẩm cấp ẩm đủ cho da nhưng vẫn phải mỏng nhẹ thoáng da. Thì ở đây sẽ có hai sản phẩm là ZO Skin Daily Power và sản phẩm Telsan Advanced Filler dành cho da thường đến da dầu. Và cuối cùng là một cái bước kem chống nắng rất là quan trọng. Thì chúng ta sẽ chọn một sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ để chúng ta có thể bôi lại nhiều lần nhất trong ngày, có tính kháng nước để có thể không bị trôi đi lớp kem chống nắng cũng như là lớp dưỡng khi mà da chúng ta ra mồ hôi. Đó là sản phẩm kem chống nắng nhà Neva tên là Neva Photofinishing SPF 40. Như vậy là Thuy đã chia sẻ xong một cái routine skincare điều trị lỗ chân lông to. Nếu mà các bạn có thắc mắc hay là có một cái chủ đề gì mà muốn Thuy làm trong thời gian sắp tới thì nhớ để lại bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ thì các bạn hãy like, share và subscribe cho kênh YouTube của Thuy để tạo thêm cho Thuy nhiều động lực để ra thêm nhiều các video hữu ích. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye bye!